Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kênh tin mới nhất, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình hình bão tố, mưa to, ngập lụt, vỡ đê, nhà đổ cuồng phong, vòi rồng ở Trung Quốc vẫn đang hết sức nguy cấp. Vào rạng sáng ngày hôm nay, thì một tòa nhà chung cư cao 23 tầng ở thủ đô Bắc Kinh đã bị đánh sập bởi một trận cuồng phong do cơn bão số 4 quét qua, khiến cho toàn bộ quảng trường Thiên An Môn bị phong tỏa. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 68 đầy đen tối. Một số khu vực như thủ đô Bắc Kinh, thành phố Quảng Tây, Quảng Đông, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán vẫn sống trong cảnh bóng tối vì bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, một trong những cơn bão siêu mạnh đổ vào phía Trung Quốc, cho nên từ đêm ngày hôm qua tới rạng sáng ngày hôm nay, mưa liên tục trút 5 triệu tấn nước từ trên trời đổ xuống phía Trung Quốc, khiến lũ lụt ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp, sông Mekong, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang ập về vùng hạ lưu, làm cho mực nước tại nhiều tỉnh phía Đông, phía Nam, phía Bắc và phía Tây của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Nhiều nơi tiếp tục ngập sâu từ 3 tới 7 mét, nhiều ngôi nhà cao từ 5 tới 9 tầng ở Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam đều bị nhấn chìm tới nóc. Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên, Cơ quan Cảnh báo Động đất và Lũ lụt Trung Quốc đã phát đi thông báo khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua, cảnh báo rằng toàn bộ người dân nên tìm gấp nơi trú ẩn bởi vì Trung Quốc vẫn tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn ngập lụt tới cuối tháng 8 này mới chấm dứt. Trung tâm Cứu nạn Cứu hộ Trung ương Trung Quốc cho biết, hôm qua Bắc Kinh vừa mới khôi phục được trạm phát sóng Đài Tiếng Nói Trung Quốc thì ngày hôm nay, vào lúc 2 giờ đêm, cột phát sóng trên kênh truyền hình CCTV đã bị bão quật đổ, khiến cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc bị gián đoạn. Người dân không xem được TV, thiệt hại ước tính lên tới 170 tỷ nhân dân tệ. Thế nhưng giới quan sát cho biết, ở ngoài Biển Đông, ông Tập Cận Bình vẫn phát lệnh cho máy bay, tàu chiến và quân đội của Bắc Kinh đụng độ, đối đầu nảy lửa với các chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển giáp với đảo Phú Lâm. Bởi vì ông Tập cho rằng tàu chiến của Hải quân Mỹ đã xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Không những thế thì chính quyền của ông Tập còn được cho là đang đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới, nhất là lây lan mạnh ở Mỹ. Bởi vì trong những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng và mật báo FBI của Hoa Kỳ phát hiện ra những đồ dùng có chữ in Trung Quốc đang được bí mật gửi ra 50 bang của Mỹ và trong những đồ vật này có chứa mầm mống bệnh virus corona. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi vì phía Trung Quốc đang muốn đầu độc Mỹ và một số nước trên thế giới hòng đánh bại Mỹ để vươn lên ngôi vị số 1 trên thế giới. Đó là âm mưu thủ đoạn của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Và FBI cho biết, khi mà lực lượng chức năng mà xác định chính xác những đồ vật mà Trung Quốc gửi sang Mỹ để hủy diệt Hoa Kỳ, thì nhất định chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden sẽ ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc. Khi đó chắc chắn sẽ có một màn kịch được cho là rất hay, bởi vì Mỹ đã đánh Trung Quốc thì thảm họa là vô cùng kinh khủng. Chúng ta hãy chờ xem ngày tận thế của Trung Quốc sắp đến rồi. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sắp bị chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden ra tay trừng trị. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ ở nước này vẫn đang trong giai đoạn hết sức nguy hiểm và phức tạp. Bởi vì những tháng ngày gần đây là những tháng mùa mưa của Trung Quốc, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ, bão chồng bão khiến cho một tòa nhà chung cư cao cấp và rất nhiều ngôi nhà khác ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bị cơn bão số 4 đánh cho sụp đổ. Nhưng rất may là không có thiệt hại về người, vì người dân của Trung Quốc được cho là đã di tản đi khắp nơi để trú ẩn. Tờ báo Tân Hoa Xã của phía Trung Quốc đã cung cấp những hình ảnh và những đoạn video cho thấy một chung cư cao tầng và rất nhiều ngôi nhà ở Trung Quốc đã bị bão số 4 xé toạc như những tờ giấy trắng. Hình ảnh một tòa chung cư cao cấp ở tỉnh Chiết Giang bị cơn bão số 4 xé toạc như nhà bằng bìa cát tông đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết ít nhất một số cư dân đã bị chết do gió cuốn bay từ tầng số 12, 13 bay xuống đất. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết bão số 4 vượt qua miền Bắc
đảo Đài Loan trước khi nó đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày hôm kia với sức gió giật cơ trên cấp 12 và đo được tại tâm bão lên tới 133 km/h. Mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, trong đó có quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Bão số 4 tàn phá nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc khiến cho 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và nhiều người dân phải sơ tán gấp, khiến cho 830.000 hộ gia đình ở các thành phố lớn bị mất điện, hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc ghi lại cảnh một tòa chung cư cao 22 tầng và 18 tầng ở thành phố Chiết Giang, thành phố Quảng Đông, Quảng Tây bị gió thổi bay hết ban công, cửa sổ và vách tường. Nhiều điều hòa, tủ lạnh, TV cũng đã bị trôi lênh láng ra ngoài biển Đông. Một phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 của một tòa nhà chung cư cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh nói rằng cửa sổ của nhà bà ta đã bị cuốn bay vào lúc 2 giờ đêm ngày hôm qua và đã làm cho một người thiệt mạng. Những bức ảnh trên mạng xã hội của Trung Quốc làm dấy lên sự lo ngại của bão lũ khi Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận đòn thấu xương của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thì theo một số nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Hải quân của phía Trung Quốc vẫn cho bắn đạn thật để uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn giáp eo biển Đài Loan trước sự chứng kiến của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là một thông tin cực kỳ chính xác do tờ báo Đài Bắc cung cấp. Tờ báo của Đài Bắc cho biết rằng nghe tin quân đội của Bắc Kinh do ông Tập Cận Bình cầm đầu đang tập trận chiếm đảo của Đài Loan, cho nên chính quyền của bà Thái Anh Văn cùng với Mỹ đã điều 200.000 binh lính đem theo rất nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến tiến ra ngoài biển Đông và tiến sát eo biển Đài Loan để ngăn chặn quân đội Trung Quốc đang đi gây hấn rất mạnh. Nguồn tin quân sự của Đài Bắc đã cho biết chính quyền của bà Thái Anh Văn và Mỹ đang kết hợp với nhau để điều tàu chiến ra ngăn chặn quân đội Bắc Kinh. Đây được cho là một hành động rất ngông cuồng của chính quyền ông Tập Cận Bình thường xuyên gây sức ép lên bán đảo của Đài Loan nhằm thôn tính bán đảo này về tay của Trung Quốc đại lục. Đứng trước tình hình đó thì Mỹ đã lên tiếng nói rằng phía Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt, gây hấn ngông cuồng ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình nên chăm lo cho đời sống của nhân dân Trung Quốc bởi vì lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành tại đất nước này. Nếu như ông còn hung hăng và ở ngoài Biển Đông thì nhất định thiên nhiên sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Đây là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên cũng như Đức Chúa Trời đang giáng đòn lên đầu ông Tập Cận Bình bởi vì những tội lỗi của ông ta gây ra cho nhân loại là không bao giờ có thể kể hết được. Kính thưa quý vị, tờ báo quốc tế cho biết ở ngoài Biển Đông thì vẫn đang hết sức dậy sóng bởi vì ông Tập luôn muốn chiếm Biển Đông. Còn trong nước, Trung Quốc thì liên tục xảy ra bão lũ ra hết sông Trường Giang đến Hoàng Hà và sông Mekong bị đe dọa. Tờ báo quốc tế cho biết tình hình hiện tại ở đất nước Trung Quốc rất nguy hiểm bởi vì lũ lụt và bão tố liên tục xảy ra, người dân thì thiếu lương thực. Tuy nhiên thì chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là không lo cho người dân mà vẫn mải mê đi chiếm đóng ở ngoài Biển Đông. Tờ báo nói rằng sông Trường Giang nước lũ chưa rút và vẫn đe dọa trực tiếp lên con đập Tam Hiệp. Thì mới đây, cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cảnh báo thiên tai sẽ kéo xuống sông Hoàng Hà và sông Mekong. Đây là một trong những con sông lớn thứ hai, thứ ba của Trung Quốc. Và nếu như lũ lụt và cuồng phong xảy ra trên hai con sông này, thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 100%. Và khi nó vỡ thì nó sẽ cuốn trôi gần như toàn bộ đất nước của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Và khi đó thì trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Đứng trước tình hình nguy hiểm trên, thì tờ báo quốc tế có phỏng vấn ông Cheng Pao, Phó trưởng phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo, mưa lớn sẽ xuất hiện nhiều khu vực ở phía Bắc, phía Tây, phía Đông và cả phía Nam của Trung Quốc trong tuần này và tuần tới, thậm chí có thể kéo dài tới cuối tháng 8 này. Vì thế, Trung Quốc tiếp tục sẽ gặp những trận cuồng phong cũng như là lũ quét. Theo đó, thì mưa lớn sẽ gây đột ngột ở Trung Quốc, dự kiến là sẽ chuyển sang phía Bắc trong tuần này và gây áp lực lên con sông Hoàng Hà sau khi mà liên tục vùi dập miền Nam hơn 2 tháng vừa qua. Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của trận lũ này, ông Cheng cho biết so với miền Nam, các thành phố phía Bắc sẽ có ít kinh nghiệm hơn trong công cuộc phòng chống mưa bão và lũ lụt, vì thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như trang mạng xã hội nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị nứt, bị vỡ và bị hư hỏng nặng.
Tuy nhiên, thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện con đập Tam Hiệp vẫn không bị ảnh hưởng gì bởi mưa bão. Nhưng họ khuyến cáo rằng nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ lên tới 99,8%. Nếu như Trung Quốc hứng thêm một trận động đất, sóng thần hay là một cơn bão ngang ngửa với cơn bão số 4 vừa qua. Một tin được cho là cực kỳ đen tối và xấu đối với Trung Quốc khi trung tâm này dự báo rằng trong một vài ngày tới, thậm chí là vào cuối tháng 8 này, thì Trung Quốc vẫn phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Bầu trời của Trung Quốc vẫn chưa xuất hiện ánh sáng của mặt trời, vì thế Trung Quốc vẫn có rất nhiều sự đen tối. Dạ vâng, và liên quan tới tình hình lũ lụt ở Trung Quốc thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin được kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe, vui vẻ. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.